Dạ, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị xem và tham khảo khảo con xe rùa này ha. Con này là C10NR Giang Ma nha anh chị nha. Máy dầu của nó là 10 ngựa ha. Con này nói chung là nó nước sơn rin toàn bộ từ A đến Z luôn nha anh chị. Lô mỗi cái bình ha. Đó thì con này nó rất là đặc biệt ha. Nó đặc biệt là nó bên 3 chiều nha anh chị nha. Còn những cái loại kia thì nó chỉ bên 1 chiều thôi ha. À, con này đặc biệt nó là bên 3 chiều luôn. Nước sơn xanh là rin nguyên bản của nó luôn nha anh chị nha. Đó, thì nước sơn xanh thì nói chung nó còn khá là liền lạc cho nên bên em để nguyên vậy luôn. Còn anh chị nào mua có muốn em sơn tút lại chỗ nào thì em cũng làm từ A đến Z luôn nha. Đó, làm theo yêu cầu của khách hàng. Rồi em sẽ vô chi tiết ha. Đó, ghế ngồi rồi là nguyên rin luôn ha. Em bên em bỏ cái bình khô vô cho anh chị. Bình này rất là ngon ha, xài bao bền luôn. Đây, con này là côn chuyển hướng này nó đây nha anh chị nha. Đồng hồ còn sử dụng luôn ha. Đó, nói chung là hoạt động ok hết. Cái này là ben ha, còn cái này là thắng. Con này là nó chạy tự động nha anh chị nha. Mình cứ đẹp tới là nó chạy tới, số tự động, mình đẹp lui là nó chạy lui thôi ha. Xích của nó thì mới 80-90% nha anh chị. Rất là đẹp ha, xích rất là dày dặn và đẹp nha. Đó, rất là dày dặn và đẹp ha. Nói chung qua cái cua này thì hơi răng nứt tí xíu chút đỉnh thôi đó. Răng nứt tí xíu chút đỉnh, không có sao nha. Mà xích này là bên em đảm bảo là khi anh chị xài sử dụng một thời gian á, nó có bị đứt bị gì là bên em có luôn ha. Đó, những dòng thương hiệu Giang Ma thì anh chị nhìn nó nè, cái sắt nó rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đó, nó dày cui luôn nè anh chị nhìn ha. Đó, rất là dày nha. Xích nó sắt sườn của nó mà nó dày chắc phải 30 phân anh chị, rất là dày ha. Con này đi động cơ máy dầu L100 Giang Ma L100 nha anh chị nha. Đó, tương đương là công suất nó là 10 ngựa nha. Đó, nước sơn thì nguyên rin thì nó như vậy, nó rổ nước sơn rồi ha. Nhìn nó khá liên lạc nên bên em để luôn. Còn anh chị nào mua là muốn em sơn lại thì em sơn luôn nha. Con này đặc biệt nó là nó bên 3 chiều, thì anh chị nào mà sử dụng công trình hay gì đó mà mình cần đi vô hẻm hóc gì nhỏ đó thì mình có thể mình mua về. Và khi mà mình chở, mình muốn bên ví dụ mình vô cái chỗ chặt đó, thì mình bên nào cũng được nha anh chị nha. Rất là hay ha. Đó, rất là phù hợp nha. Đó, nó chỉ rổ nước sơn thôi nhưng mà đảm bảo là sắt sắt rất là chắc chắn dày dặn nha anh chị nha. Đó, thùng của nó thì ngang 1m, dài 1m6 nha anh chị. Đó, thùng không một lũng gì hết nha. Nói chung sắt mà của Giang Ma thì nó thương hiệu rồi cho nên sắt rất là dày dặn. Nói chung sắt những con Giang Ma nó dày dặn hơn những cái con Kubota rồi rất là nhiều nha anh chị. Đó, nhìn nó nè. Đó, xích thì hai bên như nhau ha, rất là đẹp nha. Nói chung những cái xích này về anh chị xài sử dụng rất là bền lâu nha. Mà đặc biệt những cái dòng này là có xích cho anh chị luôn. Mình nên mình mua mình sử dụng mình không có sợ là không có thích xích xay hay thay hay gì hết nha anh chị. Đó, thương hiệu của nó là C10NR. Đó, đây là số của nó nha. Đó, khi mình đẹp tới thì mình chạy tới thôi. Đẹp lui là mình nó lui ha. Đây là bình dầu của nó nha. Đó, nó có chìa khóa nè. Chìa khóa mở bình dầu nha. Không có chìa khóa là mình không mở được đâu ha. Đây. Đó, nó rinh toàn bộ luôn, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem ha. Anh chị xem kênh yêu thương em thì nhớ cho em một nút đăng ký nha. Đó, khi mà mình sử dụng mình khi mà anh chị lên ga, lên ga lớn thì nó chạy nhanh, lên ga nhỏ thì nó sẽ chạy chậm. Đó, nó có thể bên 3 chiều luôn nha anh chị nha. Đó, đây là một chiều nha. Đó, bên bên nào là cái sẽ đổ qua bên đó. Đó, khi mà anh chị sử dụng á, mà anh chị muốn bên bên kia á, là anh chị gỡ cái đó ra rồi mình gắn qua bên kia là nó sẽ đổ về hướng đó nha anh chị nha. Nói chung mình muốn bên nào là mình phải gỡ cái con ốc nó ra để mình gắn. Đó, thấy không? Mình gắn đây nè, mình gắn vào những cái lỗ này nè. Đó, những cái lỗ này nè là mình sẽ bên nó được ha. Rất là
trước sân rinh thì cứ để như vậy nha. Còn anh chị nào muốn sơn lại là bên em sơn luôn. Khi nào mà anh chị đổ bên nào sẽ bẩn thì bẩn của nó sẽ tự động mở ra nha anh chị nha. Đó thì anh chị nào quan tâm cái dòng này cảm thấy phù hợp với công việc của mình thì liên hệ em số điện thoại là 0835585879 nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Con này về mình mua sử dụng công trình đồ những chỗ chặt hẹp á thì rất là ngon hơn chị ha. Nói chung là em nói thì kệ em, còn anh chị cảm thấy phù hợp với công việc của mình thì anh chị chốt thôi ha. Rồi mến chào anh chị nha. Chúc anh chị một cái ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình ha.